2013 tới giờ. Cú đánh trái. Cú đánh quá tốt. Pha bắn vô lề. Không được. Pha bắn. Pha bắn vô lề không thành công như vậy. Cú đánh trái quá tốt của Roger. Cắt bóng ra ngoài, kết thúc nhanh chóng 6-2 và 6-1. Roger Federer dễ dàng đánh bại đối thủ, không thấy khó khăn gì. Và đây là lần thứ 5 anh vượt qua Gilles Mueller.